Rau giá là sản phẩm dinh dưỡng truyền thống rất được nhiều người dân ưa thích. Để sản xuất ra loại rau giá bổ dưỡng này, cần một quy trình sản xuất gồm rất nhiều công đoạn phức tạp, tỉ mỉ, cùng rất nhiều tâm huyết của những người làm giá. Công tác chuẩn bị lá, lựa chọn đậu, ngâm ủ hạt đậu, chăm sóc, tưới nước cho đến khi thu hoạch đòi hỏi sự cẩn thận và cả nhiều những giọt mồ hôi từ nỗi nhọc nhằn của các nghệ nhân chăm chút ngày đêm để có thể cho ra lò những mẻ giá tươi ngon và giàu dinh dưỡng nhất, cung cấp đến tay người tiêu dùng. Với tâm huyết của một người con quê hương làng làm giá truyền thống, cùng với mong muốn cháy bỏng làm sao đưa khoa học công nghệ tiên tiến ứng dụng vào lao động sản xuất để giảm bớt nỗi nhọc nhằn cho người làm giá, tiến sĩ Đỗ Ngọc Trung đã quyết tâm nghiên cứu và cho ra thiết bị làm giá mới hoàn toàn tự động. Cái thiết bị làm giá mà của tôi đưa ra cho người tiêu dùng ấy thì rất là đơn giản, dễ sử dụng và có những điểm nổi trội. Đó, thứ nhất là gì, tôi vận dụng tất cả những kiến thức về vật lý, về sinh học, làm sao hội tụ trong cái thiết bị đấy để đảm bảo cho chất lượng rau giá là tốt nhất. Cấu tạo thiết bị gồm thân thiết bị có lỗ thoát nước, thông thoáng oxy, phên chính giúp giữ đỗ, tạo độ ẩm thông thoáng, phên phụ giúp che chắn ánh sáng, các lò xo, nắp giữ có gen, ống dẫn hướng và thanh ngang giữ, tạo độ nén và tự động điều chỉnh trong quá trình hạt đậu nảy mầm. Thiết bị cũng có nắp chắn ngang, không cho côn trùng hay bụi bẩn xâm nhập vào. Nút silicon có tác dụng giữ và xả nước khi ngâm, cho giá uống nước. Chúng tôi thiết kế cái thiết bị làm giá với cái cấu trúc là gì? Nó bao gồm có cái độ thông thoáng khí để làm sao mà khi rau giá nó hút oxy thì cần phải bổ sung oxy cho nó tốt nhất. Và khi rau giá nó thải CO2 ra ngoài thì cũng phải thoát CO2 ra ngoài nhanh nhất. Đấy là cái cấu trúc tối ưu. Và đặc biệt là với thiết bị rau giá GV02 thì chúng ta sẽ không cần các vật liệu tiêu hao. Để thay cho lá tre thì chúng tôi đã có các phên để che chắn, vừa che chắn ánh sáng vừa đảm bảo độ ẩm cho rau giá phát triển. Và để tạo độ nén thì chúng tôi đã có một hệ thống nén bao gồm có các cái thanh ngang, các cái ống định hướng và cái lò xo bằng inox 304. Và thêm nữa là hệ thống đối lưu không khí có nút silicon để giúp cho chúng ta khi cho rau giá uống nước có thể ngâm được từ 3 đến 5 phút đảm bảo. Và sau đó ta bỏ ra để tạo không khí cho rau giá. Tác giả mong muốn với thiết bị làm giá sạch tự động đa năng này, mỗi bà nội trợ đều có thể dễ dàng sử dụng để làm ra những mẻ giá sạch, an toàn cho gia đình mình. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay khi trên thị trường đang bán tràn lan, thiếu kiểm soát rất nhiều loại giá có sử dụng hóa chất độc hại nhằm kích thích sinh trưởng và tự động loại bỏ rễ. Để phân biệt đâu là giá sạch, đâu là giá bẩn là việc rất khó đối với người tiêu dùng. Xin chào quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi tiếp theo, phần chơi đi tìm nhà sáng chế. Thưa quý vị và các bạn, với phóng sự mở đầu phần chơi thứ hai này thì chúng tôi đã vừa giới thiệu tới quý vị và các bạn về giải pháp công nghệ, đó chính là thiết bị làm giá đỗ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu và trò chuyện với tác giả của giải pháp công nghệ này. Chúng tôi xin được giới thiệu tiến sĩ Đỗ Ngọc Trung đến từ khoa vật lý kỹ thuật và công nghệ nano, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin kính chào quý vị khán giả, ban giám khảo cùng toàn thể hai đội chơi. Vâng, thực tế thì trên thị trường chúng ta cũng đã thấy là có rất nhiều những loại thiết bị và những loại máy để làm ra giá đỗ. Vậy thì cái giải pháp công nghệ này của tác giả có gì khác và ưu điểm hơn so với những thiết bị thông thường ạ? Vâng, xin cảm ơn. Trên thị trường thì hiện nay cũng có rất nhiều loại thiết bị hay máy làm rau giá đỗ. Hôm nay thì tôi giới thiệu thiết bị làm rau giá GV102 tự động. Nó có điểm khác biệt đầu tiên đó chính là tự động nhưng lại không phải dùng điện. Đấy là điểm khác biệt lớn và có thể nhận biết được ạ. Và điểm khác biệt nữa là với thiết bị này thì cấu trúc rất là đơn giản. Tuy nhiên thì nó hội tụ được tất cả những cái yếu tố đảm bảo về mặt kỹ thuật để làm sao cho rau giá phát triển có chất lượng và sản lượng cao nhất. Vâng, và bây giờ thì tác giả sẽ nói một cách cụ thể về cấu tạo của thiết bị này được không ạ? Vâng ạ, đây là cái thùng là thân chính của thiết bị ạ. Phên ta được đặt xuống ạ. Tôi đã thiết kế là cái phên này là cách đáy khoảng 2 cm, tạo cái sự thông thoáng để tốt cho quá trình phát triển rau giá. Nhờ sự chênh lệch áp suất giữa mặt trên và mặt dưới nên không khí luôn đối lưu. Chính vì vậy mà khi thiết bị ta đặt trong một phòng thông thoáng thì oxy được bổ sung vào nhiều, CO2 được thải ra ngoài nhanh nhất. Tiếp theo thì chúng ta sử dụng đỗ, chỉ cần giải một lớp thôi ạ. Sau khi giải đỗ xong thì ta tiếp tục đặt phên thứ hai. Cái phên thứ hai thì lại đặt ngược lại, Và trong quá trình phát triển thì rau giá sẽ đẩy phên dần lên. Một yếu tố quan trọng nhất của rau giá nữa đó chính là ánh sáng. Nếu như khi chúng ta không loại được ánh sáng thì quá trình tổng hợp dinh dưỡng lại trở thành quá trình quang hợp chứ không phải quá trình hô hấp. Chính vì vậy mà tôi đã thiết kế cái phên là cần phải thông thoáng nước không khí nhưng tuy nhiên phải chắn ánh sáng nên là các cái lỗ thoát nước phải so le nhau. Vậy khi ta đặt lên này thì nó đã so le và nó đã che được ánh sáng tương đối và không khí và nước đều thông thoáng. Đặt lên. Một yếu tố cũng quan trọng nữa đó là khi rau giá mà có độ nén thì sẽ mọc và nhìn rất là đẹp. Thì tôi đã sử dụng cái lò xo bằng inox 304 thì là thép không gỉ, đó là tạo cái độ nén.
Và tiếp theo chúng ta lắp cái nắp xoáy để định vị cái lò xo. Như vậy toàn bộ quá trình chuẩn bị cho rau giá, ủ rau giá đã xong. Và tiếp theo là quá trình chăm sóc rau giá như thế nào. Thì đối với rau giá thì cái thành phần độ ẩm rất là quan trọng, đó chính là ta phải cho uống nước. Mỗi một lần tưới nước thì với thiết bị chỉ cần ngâm khoảng 5 phút thôi là đủ. Thì xong, và một ngày chúng ta lặp lại khoảng 3 lần như thế. Mùa này thì sau 3 ngày sẽ có một mẻ rau giá rất là ngon. Với một lạng đỗ chúng ta có thể có được là 8 lạng rau giá. Và thiết bị này làm nhiều nhất là 3 lạng rưỡi đỗ thì được khoảng gần 3 cân giá. Rau giá nó sẽ phát triển dần và đầy lên tận trên này. Và thêm một đặc điểm nữa là toàn bộ cái thiết bị này được làm bằng nhựa PP nguyên sinh nên an toàn sức khỏe. Vâng, khi mà nghe được tác giả giới thiệu cũng như là nói về cách làm giá đỗ như vậy thì cá nhân tôi cũng rất là tò mò. Và chắc chắn là sau trình ngày hôm nay thì tôi sẽ tự tay mình thử làm một mẻ giá xem như thế nào. Và xin được cảm ơn tác giả. Và trận lúc này đây thì cả hai đội chơi của chúng ta, các bạn cũng đã hiểu rõ hơn về cấu tạo cũng như là về cách làm thế nào để cho đỗ có thể nảy mầm và tạo thành rau giá đỗ như những gì mà tác giả đã vừa chia sẻ. Bây giờ là nhiệm vụ của các bạn ở phần chơi thứ hai này. Nhiệm vụ đầu tiên là các đội chơi của chúng ta sẽ đưa ra những ý tưởng đóng góp dành đến cho thiết bị làm rau giá đỗ này. Sau khi các bạn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, các bạn sẽ đến với nhiệm vụ thứ hai của chương trình hôm nay. Các bạn trả lời một câu hỏi thách thức do chính tác giả Đỗ Ngọc Trung thay mặt chương trình liên quan tới quá trình nghiên cứu thiết bị làm rau giá đỗ này dành đến cho mỗi đội chơi. Và ban giám khảo của chúng tôi sẽ vẫn đánh giá phần trình bày ý tưởng đóng góp cũng như là câu trả lời của các bạn dựa trên 3 tiêu chí chính, đó là tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tế. Các bạn sẽ có thể giành được mức tiền thưởng tối đa ở phần chơi thứ hai này là 3 triệu đồng. Chúc các bạn sẽ thành công. Và ở phần chơi thứ hai này, đầu tiên chúng tôi sẽ mời các bạn đội PPI. Các bạn đưa ra những ý tưởng đóng góp của mình trước. Xin mời. Sau đây tôi xin có một số đóng góp nho nhỏ đối với sản phẩm. Tôi xin đóng góp về cái chất liệu và cái màu sắc màu xám này. Thì và cái thiết kế với cái hình thù như này thì nó không khác biệt lắm so với một số cái vật dụng trong gia đình. Vì thế chúng ta lên dán đề can hoặc là có thể đổi cái màu nó khác đi một chút và cái hình dạng nó hơi đặc biệt một chút. Có thể nó tròn hoặc nó phình hoặc là thế nào đó để cho nó khác biệt một số cái vật dụng trong nhà. Cái thứ hai đó là tôi xin góp ý là lên thiết kế thêm một cái quai sách cầm nó dễ dàng hơn. Cái thứ ba nữa là nghiên cứu một cái phên hoặc hai cái phên, chứ chúng ta không nên sử dụng rất nhiều cái phên, thì chúng ta có thể thiết kế những cái lỗ nó hợp lý hơn nữa để chúng ta ít phên hơn đi, vừa đủ ánh sáng vừa đủ oxy, nhưng cái càng ít chi tiết càng tốt trong một cái máy. Và cái lò xo thì nếu có thể sử dụng cái chất liệu nó tốt hơn, có thể nhỏ hơn nữa, càng nhỏ càng tốt và cái độ lén vẫn đủ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đội PPI. Tiếp theo chúng tôi xin mời các bạn đội Vân Hương.